Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin dẹp ổ gián điệp Trung Quốc, Mỹ đuổi sạch Viện Khổng Tử. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2020 mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tuyên bố hy vọng các trung tâm văn hóa thuộc Viện Khổng Tử của Trung Quốc tại các khu đại học Mỹ từ nay đến cuối năm phải đóng cửa hết. Vì các viện do chính phủ Trung Quốc tài trợ đều chủ yếu nhằm tuyển dụng các gián điệp và công tác viên trong giới sinh viên Mỹ. Cũng vào tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cho rằng trung tâm thuộc Viện Khổng Tử ở Mỹ là những nơi để tuyên truyền ảnh hưởng xấu của Bắc Kinh. Đây là hình ảnh chụp thông cáo ngày 13 tháng 8 năm 2020 của chính phủ Mỹ quy định Viện Khổng Tử của Trung Quốc phải đăng ký hoạt động tại Mỹ như một phái bộ nước ngoài. Trong thông cáo vào ngày 14 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cáo buộc Viện Khổng Tử nằm trong mạng lưới gây ảnh hưởng toàn cầu của chính quyền Bắc Kinh, gieo rắc vào sinh viên Mỹ ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc lệch lạc. Thông cáo của chính phủ Mỹ cũng lý giải sự không rõ ràng của Viện Khổng Tử và việc có sự chỉ đạo của nhà nước là một trong những lý do thúc đẩy quyết định ngày 13 tháng 8 của Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Viện Khổng Tử phải đăng ký hoạt động tại Mỹ như một phái bộ nước ngoài thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Điều đó có nghĩa là từ nay, Trung tâm Quản lý Viện Khổng Tử của Trung Quốc đặt trụ sở tại Washington DC phải cung cấp cho Bộ Ngoại giao Mỹ danh sách các cán bộ, nhân viên và tài sản cũng như thông tin về tất cả Viện Khổng Tử lẫn các trung tâm khổng tử tại Mỹ. Trung Quốc cũng đã thành lập hàng loạt các viện khổng tử trên khắp thế giới trong hơn một thập niên qua, trên danh nghĩa là nhằm quảng bá ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc. Cơ sở đầu tiên được thành lập tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào năm 2004. Tính đến năm 2018, Trung Quốc đã thành lập 548 cơ sở ở 154 quốc gia, đa số đặt bên trong khuôn viên các trường đại học hoặc tổ chức ở nước ngoài. Tuy nhiên, những năm gần đây, giới lãnh đạo các trường đại học trên khắp thế giới đã giảm hẳn sự nhiệt tình đối với việc đón nhận các viện khổng tử vào cơ sở giáo dục của mình, và cùng với đó là lượng các viện khổng tử bị đóng cửa ngày càng tăng trên toàn thế giới, nhất là các nước phương Tây như Mỹ, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Pháp. Nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, cũng lên tiếng cảnh báo Viện Khổng Tử là nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm tăng cường sức ảnh hưởng chính trị và gieo thông tin lệch lạc, tẩy não giới trẻ để can dự vào chính trường nước sở tại. Đây là hình ảnh Trung tâm Viện Khổng Tử tại Mỹ của Trung Quốc được khánh thành vào ngày 20 tháng 11 năm 2013 tại Washington DC. Theo Hiệp hội Học giả Quốc gia của Mỹ NRS, vẫn còn khoảng 75 Viện Khổng Tử tại Mỹ tính đến tháng 6, trong đó 66 viện nằm tại các trường đại học của Mỹ. NSA cũng cho rằng các viện này ảnh hưởng đến tự do hàn lâm, coi thường các quy tắc minh bạch của phương Tây và không phù hợp ở khuôn viên cơ sở giáo dục. Giới quan sát cũng cho rằng Viện Khổng Tử trong các trường đại học phương Tây đóng một vai trò kép, vừa là một cơ quan văn hóa, vừa là một tổ chức chính trị. Các Viện Khổng Tử đã bị chỉ trích vì liên tục đi lệch ra ngoài nhiệm vụ chính được tuyên bố trong công khai của họ là giúp đào tạo tiếng quan thoại để lao vào lĩnh vực tư tưởng và ý thức hệ tại các nước bản địa. Tại các sự kiện của Viện Khổng Tử, các vấn đề nhạy cảm như Đài Loan, Tây Tạng và Thiên An Môn cũng không thể được thảo luận công khai, và căn cứ theo các điều kiện của chỉ thị gọi là 7 điều không được nói, thì khi ở nước ngoài, các cán bộ giáo dục của Trung Quốc bị cấm không được nói về 7 nội dung sau như các giá trị phổ quát, quyền tự do ngôn luận, xã hội dân sự, dân quyền, các lỗi lầm của lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giới tư sản của chế độ và quyền độc lập của tư pháp. Một sự kiện đã làm chấn động giới học thuật phương Tây là người lãnh đạo các viện phòng tử đã đánh cắp và kiểm duyệt các tài liệu nghiên cứu trong dịp đại hội thường niên của Hiệp hội Châu Âu Nghiên cứu Trung Quốc vào tháng 7 năm 2014 ở Bồ Đào Nha. Đây là hình ảnh bà Xu Lin, Tổng Giám đốc Mạng lưới các viện khổng tử toàn cầu, người đã gây rối loạn tại Đại hội Thường niên của Hiệp hội Châu Âu Nghiên cứu Trung Quốc vào tháng 7 năm 2014 ở Bồ Đào Nha. Báo cáo của AECS công bố vào tháng 8 năm 2014 khi đó, một tháng sau khi đại hội diễn ra, tiết lộ là bà Hứa Lâm, tức là Xu Lin, Tổng Giám đốc Mạng lưới các viện khổng tử toàn cầu, mang hàm Thứ trưởng, đến dự đại hội vào hôm 22 tháng 7 năm 2014 và tuyên bố tóm lược những văn bản được một số giáo sư giới thiệu đi ngược lại với các nguyên tắc của Trung Quốc. Bà Hứa Lâm cũng ngay lập tức đã ra lệnh cho ekip của mình tịch thu tất cả các tài liệu của đại hội. Hai ngày sau đó, bà trả lại, nhưng những trang không vừa ý đều đã bị xóa đi. Ông Roger, giáo sư trường đại học Lund ở Thụy Điển, đồng thời là chủ tịch của AECS, gọi đây là một vụ scandal, ông đã phải cho in lại tất cả những trang bị kiểm duyệt. Tuy nhiên,
Đây là chuyện thường ngày hàng trăm viện khổng tử giải rác ở hơn 150 quốc gia khắp nơi trên thế giới của Trung Quốc đã đặt. Đã có những bằng chứng cho thấy các tài liệu học tập của viện đã bóp méo lịch sử Trung Quốc đương đại và ém nhẹm các thảm họa nhân đạo do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra như đại nhảy vọt vào năm 1958 đến năm 1961 và cách mạng văn hóa từ năm 1966 cho đến 1976. Tại các nước sở tại, nhiều trường đại học đã phải chịu sự kiểm duyệt của các viện khổng tử đặt trong trường khi đứng trước đe dọa bị mất hàng trăm ngàn đô la tài trợ mỗi năm. Vào năm 2009, Đại học Công ở North California của Mỹ đã phải rút lại lời mời Dalai Lama đến diễn thuyết sau khi bị viện khổng tử của trường phản đối. Tuy nhiên, cũng có những trường đại học đã kịch liệt phản đối sự áp đặt của viện khổng tử. Vào mùa thu năm 2012, Giám đốc viện khổng tử đặt tại trường Đại học Lyon ở miền Đông Nam nước Pháp đã đòi áp dụng tại viện này một chương trình giảng dạy theo kiểu Trung Quốc. Tranh chấp đã nổ ra với phía lãnh đạo người Pháp khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Học viện Lyon là ông Giorgé đã thành công trong việc chống lại chương trình theo kiểu Trung Quốc mà Giám đốc viện khổng tử người Trung Quốc muốn áp đặt. Quan hệ giữa Đại học Lyon với Hán Biện trụ sở ở Trung ương các viện khổng tử ở Bắc Kinh đã xấu hẳn đi với kết quả là sự đóng cửa của viện khổng tử tại Lyon. Những phản ứng chống đối viện khổng tử đã được nhen nhóm từ khá lâu. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khi đó còn là Phó Chủ tịch nước, khai trương Học viện Y học khổng tử đầu tiên của Trung Quốc tại Đại học Erasmus Middelburg, Úc vào ngày 20 tháng 6 năm 2010. Vào hồi tháng 6 năm 2014, Hiệp hội các giáo sư Đại học Mỹ đã yêu cầu đóng cửa các viện khổng tử trong các trường đại học nếu trường này không chứng minh được rằng hợp đồng ký kết với Bắc Kinh để cho nhà trường toàn quyền quyết định về nội dung chương trình, tuyển mộ giảng viên hay những lĩnh vực khác. Nhưng muốn kiểm tra thì phải công khai tất cả các hợp đồng này, mà Bắc Kinh thì thích giữ bí mật. Hiệp hội các giáo sư đại học Hoa Kỳ đã phản đối sự hiện diện của viện khổng tử và đưa ra lý do là chúng có chức năng như một cánh tay của nhà nước Trung Quốc và được phép phớt lờ tự do học thuật. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2014, một tiểu ban Quốc hội Hoa Kỳ tổ chức phiên điều trần về ảnh hưởng của các viện khổng tử tại Mỹ. Tại phiên điều trần, dân biểu Christopher Smith đã kêu gọi thực hiện khảo sát cấp chính phủ việc xem xét lại tất cả các cam kết học thuật mà những trường đại học của Mỹ đã ký với Trung Quốc khi thành lập viện khổng tử. Cũng tại Mỹ, sau khi Đại học Chicago ngưng ký tiếp hợp đồng 5 năm vào tháng 10 năm 2014, Đại học Penn cũng cắt đứt quan hệ với viện khổng tử. Mới đây, Đại học Erie cho biết họ sẽ không gia hạn bản ghi nhớ về việc hoạt động của viện khổng tử tại trường mình sau khi hết hạn vào tháng 11 năm 2021. Còn tại Canada, vào năm 2013, Hiệp hội các giáo sư đại học đã khẳng định các viện khổng tử không thể cải tổ vì thuộc quyền sở hữu và quản lý của một chính quyền toàn trị phải thuần phục chính sách của Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi tất cả các trường trong nước ngưng quan hệ với viện khổng tử. Cũng trong năm 2013, trường đại học Manchester ở Ontario đã đóng cửa viện khổng tử trong trường sau khi một giáo sư tiết lộ rằng hợp đồng đòi hỏi phải giấu đi việc bà gia nhập Pháp Luân Công, một phong trào bị chính quyền Cộng sản ở Trung Quốc coi là mối đe dọa, bị Bắc Kinh đàn áp từ năm 1999. Tại Đại học Montevota ở British Columbia cũng đã từ chối đề nghị mở cửa rước viện khổng tử trá hình vào trường. Thụy Điển, quốc gia châu Âu đầu tiên mở viện khổng tử, cũng đóng cửa viện khổng tử cuối cùng tại nước này vào tháng 1 năm 2020 và đóng cửa lớp khổng tử cuối cùng vào tháng 5 năm 2020. Vào tháng 8 năm 2019, tại bang New South Wales tại Úc đã loại chương trình khổng tử khỏi hệ thống của trường công lập. Vào tháng 12 năm 2019, UVB, một trong những đại học hàng đầu của Bỉ, đã quyết định đóng cửa viện khổng tử tại trường này sau thông tin lãnh đạo viện bị nghi là gián điệp của Trung Quốc. Và việc rà soát lại các hoạt động của viện khổng tử cũng đã được chính phủ Ấn Độ thực hiện. Trong một diễn biến mới nhất, Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 9 vừa qua đã thông báo những hạn chế mới trong vấn đề tự do đi lại và hoạt động của các nhân viên ngoại giao Trung Quốc trên lãnh thổ Mỹ. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong họp báo vào ngày 2 tháng 9 ở Bộ Ngoại giao tại Washington. Theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo, các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Hoa Kỳ kể từ nay sẽ phải có giấy phép của Bộ Ngoại giao Mỹ trước khi đến thăm các đại học xá của nước Mỹ hoặc đi gặp làm việc với lãnh đạo các địa phương. Ngoài ra, giới ngoại giao Trung Quốc cũng phải được sự phê chuẩn từ Bộ Ngoại giao Mỹ trước khi tổ chức các sự kiện văn hóa với sự tham gia của hơn 50 người bên ngoài khuôn viên của Đại sứ quán và các lãnh sự quán Trung Quốc ở Mỹ. Sau cùng, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ có những hành động nhằm vào việc
đảm bảo sao cho tất cả các tài khoản mạng xã hội của Tòa đại sứ và lãnh sự Trung Quốc đều phải mang nhãn là của chính phủ Trung Quốc. Đây được cho là những quyết định nhằm trả đũa cho những biện pháp kiểm soát mà Bắc Kinh áp đặt đối với các nhà ngoại giao của Mỹ ở Trung Quốc. Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhắc lại rằng từ nhiều năm nay, Trung Quốc đã gia tăng các rào cản đối với hoạt động của các nhà ngoại giao Mỹ, cho nên Washington chỉ đơn giản là muốn phải có đi có lại, và quyền đi lại và tiếp xúc của các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Mỹ phải phản ánh tình trạng mà các nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc đang phải chịu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 9 năm 2020 với bản tin Dẹp ổ gián điệp Trung Quốc, Mỹ đuổi sạch Viện Khổng Tử. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.